Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Sắp Tết rồi. Khi mà tôi đi siêu thị gần đây, á, tôi thấy là Vít Xanh có khá nhiều những cái sản phẩm mới mà nó tiện dụng cho người tiêu dùng. Một đặc điểm của quà Tết năm nay, thưa các bạn, là giá mềm. Tôi vui lắm là vì những cái món quà từ cái nông sản của quê hương mình chế tạo với cái công thức là 2C gọi là cảm tình và công phu. Chào các bạn. Đây là 5 phút chuyện thị trường và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Câu chuyện tiếp theo của chúng tôi là về những cái món hàng mà Tết này chúng ta chắc chắn là sẽ mua về tiêu dùng ở trong gia đình nhạc xuân thì nó rộn rã ở những cái xe kẹo kéo dọc đường và như vậy một cái chỉ dấu cho chúng ta là sắp tết rồi sắp tết rồi nhưng mà chúng ta cũng biết là đã bắt đầu phải nghĩ tới những cái món mà chúng ta phải mua vì là người thông tin về thị trường cho các bạn cho nên gần đây tôi phải đi thăm làng hoa sa đéc phải đi thăm các cái công ty sản xuất các cái món quà tết và cũng như vậy tuần qua tôi có đến thăm công ty ví xăng. xin cam đoan với các bạn là ví xăng không có quảng cáo gì ở trong cái mẫu tin thị trường này hết như các bạn biết thì ví xăng là một công ty lớn lắm họ có tới ba ngàn lao động trong cả hai cái khâu là và chế biến thịt động vật và họ cũng có những cái đối tượng khách hàng nó khá là rộng trong đó là các cái nhân viên văn phòng và đặc biệt là các bà nội trợ là những người bạn thủy chung của ví xăng khi mà tôi đi siêu thị gần đây á, tôi thấy là ví Săn có khá nhiều những cái sản phẩm mới mà nó tiện dụng cho người tiêu dùng ngay cả là các bà nội trợ ví dụ như là chúng ta nghĩ tới ví xăng là chúng ta nghĩ tới thịt hộp nghĩ tới thịt tươi nghĩ tới xúc xích thì gần đây tôi đi siêu thị tôi thấy là họ có cả những cái cây chả que rồi họ có cả những cái cây giò thủ mà có trộn với lại ớt xiêm xanh các bạn nghe có thấy ngon không mình ăn nó giòn giòn mà nó lại có cái trái ớt xiêm được cắt mỏng có một cái vị thơm đặc biệt của ớt hiểm và nó lại khá là cay cho nên là nó rất là hấp dẫn thế thì gần đây khi mà tôi đến thăm Ví Xăng, tôi nghe các bạn nói tới một cái chương trình là các bạn tập trung phục vụ cho Gen Z và họ đã chăm sóc cho Gen Z như thế nào thì họ biết là Gen Z rất là hay đi các cái cửa hàng tiện lợi thì họ mới thay đổi cái chế biến xúc xích như thế nào cho tiện dụng hơn thậm chí những cái chén nhựa nhỏ họ bỏ vào món cơm chiên vừa cho một cái bạn học sinh ăn và họ mở tới 100 cái căn tin của ví xăng ở các cái trường học. Đồng thời là họ cũng mời các ông chủ nhỏ, các cái bạn học sinh đi đến tại ví xăng rồi đứng ở trong cái dây chuyền sản xuất của ví xăng tự cuộn lấy chả giò để khi nó đi qua được một cái quy trình nó thành ra những cái cuốn chả giò nóng hổi thơm ngon đó, thì các bạn trẻ tự thưởng thức cái tài cuộn chả giò của mình. Thì như vậy là rõ ràng gen Z và cả gen alpha là tương lai của viết săn bên cạnh là những người nội trợ. Và tôi cũng có tìm hiểu là cái khâu mà nguyên liệu của viết săn họ đang chuẩn bị như thế nào. Tại vì hiện nay cũng có những cái đối thủ cạnh tranh với họ. Thì tôi thấy là viết có một cái sản phẩm mới cũng rất là hấp dẫn gọi là heo thảo mộc heo thảo mộc là như thế nào họ chọn cái giống rất là tốt và đồng thời họ cho ăn cái thức ăn gọi là cái thức ăn thảo mộc thức ăn mà thảo mộc là làm sao họ mua cái thức ăn gia súc rất là chuẩn hóa của the host là một công ty quốc tế chuyên môn cung cấp về thức ăn gia súc cao cấp đồng thời họ lại cho thêm vô rất là nhiều những cái thảo dược của việt nam ví dụ như là gừng như là tỏi như là quế thì thịt heo được sản xuất ra nó thơm nó đảm bảo về cái mặt là con heo nó khỏe mạnh và nó dinh dưỡng như vậy thì cái sản phẩm heo thảo mộc cũng là một cách để ví xăng chăm chút tới cho người tiêu dùng ngay từ cái khâu nguyên liệu của mình trong cái xu thế sử dụng cái năng lượng mới thì viết xăng cũng sử dụng những cái lò hơi sinh học hay là những cái chuồng kính nuôi heo mà không có để bị cái ô nhiễm môi trường chẳng hạn những cái nỗ lực đó cho chúng ta thấy là sản phẩm mới ở trên kệ thì cũng vẫn được thay đổi hàng ngày cái nguyên liệu vẫn được sử dụng theo những cái tiêu chuẩn an toàn và đồng thời chế biến bằng những cái lò hơi sinh học cũng vẫn là những cái cách mà ví xăng phải theo đuổi những cái quy trình mới trong cái thay đổi sản xuất xanh doanh nghiệp mà họ có tới 3.000 công nhân thì cái việc mà họ thay đổi chắc là cũng không phải nó quá nhanh nhưng tôi thấy một cái sự nỗ lực thật sự của cái doanh nghiệp này vì vậy cho nên tôi chờ đợi là đến tết năm nay thì viết xăng sẽ đưa thêm những cái sản phẩm mới những cái nguyên liệu mới tôi hy vọng là những cái sự nỗ lực của ví xăng mà hiện nay hình như là ví xăng không có thông tin nhiều lắm cho khách hàng thì bài mà nói ngày hôm nay cũng là một cách nói với lại các bạn là ví xăng có rất nhiều cái cố gắng và người tiêu dùng thì cần phải kiểm tra những cái nỗ lực này có trúng không có phù hợp với mong muốn của mình không và nếu như trúng và phù hợp thì chúng ta sẽ ủng hộ các cái doanh nghiệp hết lòng với mình tôi muốn nhân những cái ngày tết sắp tới giới thiệu với các bạn các cái nỗ lực viết xăng. Sắp tới Tết thì ai cũng phải nghĩ tới quà Tết. Cái số lượng người mà nghĩ rằng là mình sẽ nhận được quà Tết, có khi nó còn ít hơn là những người mà phải nghĩ tới cái chuyện là mình phải tặng quà Tết. Thưa các bạn, ai cũng có con đi học ai cũng đi làm và ai cũng là nhân viên của các cái công ty cũng sẽ phải đi tặng quà cho các cái đối tác thì như vậy sẽ có rất nhiều người đang nghĩ tới những cái gói quà tết mà được gói sẵn như thế nào một đặc điểm của quà tết năm nay thưa các bạn là giá mềm rõ ràng là chúng ta cũng thấy nó dễ hiểu vì sức mua thì đang giảm chúng tôi thường hay dùng từ gọi là sức mua nó đang rớt và người tiêu dùng người ta đang có một cái động tác thắt chặt chi tiêu công ty foodmap một cái nhà sản xuất và kinh doanh nông sản của bạn anh tùng là một cái bạn trẻ rất là thân thiện với lại bsa và hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao năm nào bạn tùng cũng nói với chúng tôi là chuẩn bị chúng ta sẽ làm những cái gói quà nông sản chế biến bởi vì ảnh kinh doanh nông sản mà. Nhưng năm nay thưa các bạn, tôi thấy tuy là chuẩn bị trước khá là lâu, mấy tháng trời, nhưng cái sự mà rộn rịp của Phước Map á, hình như là nó có hơi giảm một chút. Trong khi đó, tôi nghe thông tin là hệ thống siêu thị Cốt Mát á, là đưa ra những cái gói quà Tết giá rất mềm chỉ xuất sát 100 000 đồng cho tới gần 1 triệu đồng là những cái món quà phổ thông nhất. Đây là cái gói quà của hàng nhãn riêng của Cốt Mát. Hàng nhãn riêng là gì thưa các bạn chúng ta đã biết rồi. Cốt Mát hiện nay là một cái nhà kinh doanh hàng nhãn riêng có thể nói là hàng đầu ở trong các cái siêu thị đây là cái cách mà nhà phân phối tận dụng năng lực của nhà sản xuất và đưa cái năng lực phân phối của mình vào để giảm giá hàng bán cho người tiêu dùng những cái nhà sản xuất là họ không còn cái thương hiệu ở trên cái bao bì của sản phẩm hay là họ còn một cái tên mà giống như là một con kiến nó bò qua cái tờ thông tin sản phẩm vậy đó là thí dụ như là công ty x sản xuất tại việt nam nhưng mà cái tên lớn đó sẽ là cái tên chung của những cái hàng nhãn riêng của nhà phân phối. Như vậy, nhà phân phối có thể giảm bớt được 30%, 40%, thậm chí 50% cái giá bán của các cái sản phẩm cũng là của các cái doanh nghiệp Việt Nam, cũng có khi là của những cái nhà sản xuất tên tuổi nhưng không còn tên nữa. Và đó là một cách mà cốt mát đang tận dụng cái lợi thế là mua hàng của việt nam nhưng mà không để cái thương hiệu và bán với một cái giá mềm tôi nghĩ chúng ta tết này chắc chắn là sẽ phải suy nghĩ tới quà tết giá mềm giá mà cao quá thì chúng ta sẽ thu hẹp lại cái phân khúc thị trường của mình nhưng giá mềm thì chúng ta nên cố gắng cộng thêm vô cái giá trị gia tăng cao là tất cả cái sự chăm chú cái sự quan tâm cái tình cảm yêu thương và chăm sóc của mình tới những người mình tặng quà tôi xin được tạm dừng cái câu chuyện phân tích về cái quà tết giá mềm theo ý của riêng tôi, đặc điểm mà chúng ta tặng quà đó là nó quý không phải chỉ ở chỗ là giá rất cao. Ví dụ như chúng ta mua một chai Chivas lâu năm hay là mua một chai champagne giá cao hoặc là mua tất cả những cái sản phẩm bánh kẹo, sô cô la gì đó giá rất cao thì nó chưa chắc làm cho cái người nhận được cái món quà đó, người ta cảm thấy người ta được yêu quý và người ta cảm thấy người ta hạnh phúc vì cái người tặng quà này người ta yêu quý mình, trân trọng mình. Tôi xin kể một vài cái câu chuyện mà tôi cũng thử nghiệm khi mà tặng quà. Vừa rồi tôi có đi hội thảo quốc tế ở tại Pháp và khi mà tôi coi cái danh sách những người khách đến dự cùng là diễn giả thì tôi thấy có giáo sư Nguyễn Thục Quyên. Chị Quyên là một cái gương về thiết tha học tập và chinh phục khoa học đến một cái mức là các bạn khó tưởng tượng được ba của chị thục quyên là một người sĩ quan trong cái chế độ cũ và đi học tập cải tạo khá là lâu má của chị quyên chủ yếu là đi buôn bán tất cả các cái loại gì có thể bán được để nuôi các con học và vì vậy cho nên là thục quyên rất là xuyên học nhưng cũng chưa có thể tiếp cận được vào đại học thì cái lúc mà Thục Quyên đến Mỹ Thục Quyên chưa biết tiếng Anh nhưng mà chỉ trong vòng 10 năm Thục Quyên lấy cái bằng tiến sĩ về khoa học các bạn tưởng tượng là mình học tiếng Anh đó có khi mình học 10 năm đó, mà mình cũng không có rành bao nhiêu nữa cứ mình học rồi mình quên rồi mình học rồi mình quên thì Thục Quyên đã sáng học trưa học chiều học tối học ở những cái trường khác nhau vừa tiếng Anh vừa khoa học để có thể là tốt nghiệp đại học rồi lấy bằng thạc sĩ rồi lấy bằng tiến sĩ tất cả chỉ trong vòng 10 năm và hiện nay Thục Quyên là một trong số 100 cái nhà khoa học mà nhiều năm vẫn đứng vững ở trong danh sách những cái nhà khoa học nổi tiếng nhất ở trên thế giới. Tôi rất là thú vị là mình sẽ được gặp Thục Quyên. Tôi quá là ngưỡng mộ bạn cho nên tôi tìm hiểu về tiểu sử và tôi thấy Thục Quyên là người đắc lắc, thưa các bạn. Thế là tôi chuẩn bị một cái đôi vớ mà làm bằng bã cà phê và một cái bánh xà phòng cũng làm bằng cái bã cà phê trong một cái bữa ăn trưa tôi mang hai cái món quà cũng nhỏ bé thôi nó cũng không có linh đình nó cũng không có đắt tiền gì hết tôi nói là thục quyên cho chị tặng em hai cái món quà này mình cùng nhớ lại đắk lắc quê nhà của thục quyên tôi cảm thấy là thục quyên cảm động lắm Tôi biết rằng nếu như tôi mang những cái sản phẩm từ cái nguyên liệu của Đắk Lắk thì chắc chắn là sẽ khiến cho thuộc Quyên thú vị lắm. Tôi vui lắm, tôi cảm động là vì những cái món quà của mình đó nó không có cái giá trị về vật chất gì nhiều lắm, nhưng ở trong đó là tất cả cái tình cảm mà mình phải đặt cái tình yêu thương của mình để mình có thể chuyển tải được cái tình yêu thương đó tới bạn mình, những người nhận được cái phần quà. Tôi vẫn nghĩ là chúng ta có thể vẫn tặng quà đại trà, nhưng những cái món quà từ cái nông sản của quê hương mình chế tạo với cái công thức là 2C gọi là cảm tình và công phu tức là mình có cái công phu mình chọn ra những cái món nào chế biến từ quê nếu không phải là quê của bạn đó thì là quê mình chắc chắn là nó không thiếu khi mà chúng ta dành tất cả cái tình cảm yêu thương và cái tâm huyết của mình để mình chọn mình tặng bạn quay ngược lại là những nhà sản xuất nông sản có thể có những cái thông điệp đi kèm với những cái gói quà này ở trên bao bì hay là ở trên những cái danh mục sản phẩm mà giới thiệu đó thưa các bạn. Tôi xin gợi ra một số những ý kiến cho những người sản xuất cũng như là những người sẽ mua quà về đi tặng cho các cái đối tác của mình như vậy. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong 5 phút tiếp theo.